Thưa quý vị, để tạo ấn tượng với du khách quốc tế di chuyển bằng đường hàng không ngay từ lần gặp đầu tiên, thì sân bay là nơi phù hợp nhất. Vì lẽ đó, nên từ ngày 27 tháng 3 năm 2022, Du lịch Đà Nẵng đã phối hợp với sân bay quốc tế Đà Nẵng tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động, qua đó xây dựng hình ảnh thành phố thân thiện, mến khách, luôn sẵn sàng chào đón du khách khi đến với Đà Nẵng, cũng như khi rời thành phố. Đà Nẵng khai trương đường bay quốc tế trực tiếp hay nối lại các đường bay truyền thống đón đoàn farm trip, đón khách sông đất đầu năm và đón đoàn khách công vụ với số lượng lớn. Tất cả đều được tổ chức với những màn chào đón khách nồng nhiệt, thân tình ngay tại sân bay. Hầu hết du khách đều cảm thấy có một khởi đầu tốt đẹp để chuyến đi thêm trọn vẹn. Đầu tiên tôi muốn cảm ơn Đà Nẵng vì thực sự khiến du khách như chúng tôi rất bất ngờ khi được tiếp đón nồng hậu. Thực sự người Đà Nẵng rất thân thiện và hiếu khách. Với mục đích du lịch, tôi dự định ở thành phố trong vòng 3 tuần. Trước đó thì tôi có xem nhiều video trên YouTube quảng bá Đà Nẵng với nhiều ưu đãi khi đến tham quan du lịch của rất nhiều blogger đã đến đây. Và tôi rất bất ngờ khi thành phố chào đón hành khách tại sân bay rất nồng nhiệt. Thật sự là niềm vinh dự cho tôi. Tôi cảm thấy rất ấn tượng với thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh đó, trong thời gian qua, với mục tiêu xuyên suốt, nâng tầm chất lượng dịch vụ, Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng AHT đã xây dựng hàng loạt hoạt động để gia tăng trải nghiệm cho hành khách tại nhà ga quốc tế. Nổi bật là tổ chức chương trình Trung thu, Giáng sinh, chương trình văn hóa nghệ thuật, con đường di sản, tăng cường trang trí làm đẹp tại các khu vực, đồng thời chú trọng xanh hóa nhà ga và có nhiều tiện ích dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu du khách. Chúng tôi mong muốn rằng gửi cho hành khách tất cả những cái gì tốt đẹp nhất, giá trị gia tăng nhất thì chúng tôi sẵn sàng phục vụ hành khách và mong muốn có một hành khách suy nghĩ về một điểm đến Đà Nẵng thật ấn tượng tuyệt vời và hy vọng hành khách sẽ chọn Đà Nẵng làm điểm quay lại cho du lịch các lần đến trong tương lai và chúng tôi sẵn sàng để phục vụ quý khách quay trở lại đây. Vừa qua, nhà ga quốc tế Đà Nẵng chính thức trở thành nhà ga đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được tổ chức Skytrax, tức là tổ chức đánh giá và xếp hạng vận tải hàng không quốc tế về chất lượng dịch vụ các hãng hàng không sân bay, xếp hạng 4 sao. Điều này đã khẳng định thương hiệu của sân bay quốc tế Đà Nẵng, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến Đà Nẵng hấp dẫn chất lượng đến du khách. Năm 2023, ngành du lịch Đà Nẵng đặt ra mục tiêu tập trung khôi phục, phát triển thị trường khách quốc tế và phấn đấu số lượng khách lưu trú phục vụ tăng 15-20% so với năm 2022. Với thương hiệu của sân bay quốc tế Đà Nẵng cùng những sản phẩm mới ngay tại sân bay, hy vọng sẽ góp phần cùng du lịch thành phố gia tăng trải nghiệm cho du khách, thu hút ngày càng nhiều khách quay trở lại Đà Nẵng, góp phần đạt mục tiêu du lịch đề ra, khôi phục nhanh chóng ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố.